xăng Honda này, bô Honda này, dàn áo Honda này, máy thì máy của Daihan này. Xe này về thì anh chị em mình đi cày rất là ok luôn. Nó hơi yếu bình được anh chị nhá. Qua đề được nhưng mà bữa nay quên tắt khóa. Hả? Bao nhiêu tiền? Bán cho anh chị em mình 4 triệu 8 thôi. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho chị và các bạn một số dòng xe mới về bên cửa hàng xe máy Cao Lê, địa chỉ là 497A Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, quận Bình Dương. Có dòng xe đi làm rồi xe tay côn, tay ga, xe số có đủ á, Honda Pulsar nè, rồi Wave Black nè, SH1, SH cao, Venpha có rất là nhiều á. Thì anh chị và các bạn nào mua những cái dòng nào thì chịu khó mình tham khảo kỹ clip á. Đó, xe thì khá là nhiều. Thì mình sẽ báo chi tiết cho anh chị và các bạn ha, các bạn chịu khó mình xem kỹ cho mình nha, xem kỹ cái clip cho mình á. Rồi, thì bây giờ mình vào mình gặp chị Hà để hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Rồi, đó là chị Hà, anh chị vào. Hello, kính chào tất cả anh chị em nha. Rất vui lại được gặp lại tất cả mọi người. Em đeo cái mứt cái là em đi cập nhật và báo giá xe cho anh chị em mình nhé. Anh chị em mình nhớ gần cứ đến địa chỉ cửa hàng xe Cao Lê em quen thuộc 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương anh chị nhé. Em gần cầu vượt Linh Xuân và cầu vượt Sóng Thần, ngay cổng chợ Dĩ An 2 đấy anh chị. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc cái tấm chân tình của tất cả anh chị em là luôn luôn quan tâm, tin tưởng, đồng hành, chia sẻ cùng cửa hàng xe Cao Lê nhé. Ngày nào bên cửa hàng xe Cao Lê em cũng bán được rất nhiều xe nhờ sự tin tưởng, yêu thương, đồng hành của tất cả mọi người. Và em chỉ biết cầu mong và kính chúc tất cả anh chị em mình thật nhiều sức khỏe và luôn được bình an, hạnh phúc nhé. Bây giờ Noel cũng sắp tới rồi các anh chị, hôm nay 20 rồi, mai là 21, 22 rồi đó, cận kề rồi. Đấy, nếu anh chị em nào đang có ý định mua dòng xe để mình mà về đi chơi lễ, chơi Tết thì mình tranh thủ nha các anh chị nhé. Tranh thủ bớt chút thời gian đi, ghé xem xe, lựa chọn cho mình những chiếc xe đẹp để làm phương tiện đi lại các anh chị nhé. Tôi em và Việt sẽ cập mật rồi báo giá. Đấy, cửa hàng em mà có hỗ trợ trả góp này, có hỗ trợ ship xe cho anh chị em mình. Đấy, anh chị em mình quan tâm thì ghé tham quan, mua sắm và ủng hộ em nhé. Rồi, ok. Đấy, nay xe về rất nhiều luôn các anh chị nè. Đấy, mấy cái này là tầm trung tầm vừa thôi để cho anh chị em mình có những chiếc xe đi làm các anh chị nhá. Nu 5 rồi AB đầu bò, Vision rồi AB 2019 này. Đấy, rất nhiều các dòng xe luôn, đặc biệt AB Liên Thái đây đang được rất nhiều anh chị em quan tâm và tìm kiếm này. Về tới đâu bán tới đó. Hôm nay mới về một chiếc này luôn, có một chiếc đang để trong nhà nữa các anh chị nhá. Hiện tại AB Liên Thái em có 2 chiếc này. Màu cam đen đẹp lắm luôn đó các anh chị ạ. Giá rất chỉ là bình dân mà đi rất chỉ là sang chảnh luôn. Giá chỉ có 11 triệu 800 thôi các anh chị nhá. 11 triệu 800 ngàn đồng. Hôm nay có chiếc xe đi làm nữa. Từ từ em sẽ cập nhật báo giá các anh chị nhá. Nô 5 vừa về đội đây nữa hả? Đâu biết. Hả không đây? Xe đó của ai đó? Nhìn đâu xe này của nhà mình luôn à, từ từ đi. Để hỏi anh Cao Lê cái là. Đây Vision này rồi AB này các anh chị này. Ai thích AB Liên Thái mình chốt AB Liên Thái. Còn ai thích AB phiên bản đèn LED 2019 khóa thông minh cao cấp này các anh chị. Màu xanh bạc đẹp keng luôn đây cả nhà thân yêu ơi. Khóa thông minh cao cấp 2019 này. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá là 29 triệu 500 ngàn đồng. Chiếc xe này biển số 95H1 49327, 95 Hậu Giang đây. Anh em nào Hậu Giang chốt đơn em ship cho nè. 29 năm bao phí ship về Hậu Giang cho anh chị em mình luôn. Ai kết chốt ủng hộ em. Vâng, tiếp theo trước màn hình tất cả anh chị em mình một chiếc xe Vision màu trắng rất chi là dễ thương luôn, biển số 62M1 47695. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn các anh chị nhé. Ai kết chốt ủng hộ về em này, quá đẹp và xuất sắc luôn, màu trắng rất chi là dễ thương luôn. Đấy, biển số 62 Long An các anh chị nhé. 21 triệu 300 ngàn đồng nha các anh chị. 21 triệu 300 ngàn đồng cho một chiếc xe Vision màu trắng tinh khôi, cực kỳ đẹp luôn các anh chị này. Ai kết chốt ủng hộ em.
ai thích cái dòng Surus FE phun xăng điện tử các anh chị nè. Đấy, màu đỏ đen này, RC đỏ đen nhé, FE phun xăng điện tử phiên bản 2020. Chiếc xe này biển số 68D165961. Đấy, quá đẹp luôn, đẹp không tì vết luôn các anh chị ơi, chủ xe đi rất kỹ luôn này. Đấy, chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá là 14.800.000 đồng anh chị nhé. 14.800.000, ai kết chốt ủng hộ em. Sang ơi, lấy anh chị cái chìa khóa future trong kia. 14.800.000 nha các anh chị nha, đẹp lắm luôn này, đẹp không tì vết luôn. Anh chị em mình ở gần ghé trực tiếp xem xe, còn anh chị em mình ở xa thì liên hệ qua Zalo, qua số điện thoại của em là 0971067169 để biết thêm chi tiết các anh chị mình nhé. Vâng, trước màn hình tất cả anh chị em mình mới về một chiếc xe Future phiên bản 2015 các anh chị ạ. Future này 125 FE phun xăng điện tử này, màu xám đen đẹp keng luôn này các anh chị. FE chiếc xe này biển số 61K103509, bán cho anh chị em mình với giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 18.200.000 đồng nữa anh chị nhé. 18.200.000, ai kết chốt ủng hộ em. Đấy, chiếc Nô 5 này các anh chị, Nô 5 màu trắng xanh mới về đội em đây, xe về chưa rửa luôn, mai em sẽ rửa ráy sạch sẽ các anh chị nhé. Đây, màu trắng xanh GB Novo 5125. Chiếc xe này biển số 59S2 68415. Chốt đơn bán cho anh chị em mình là 10.500.000 đồng thôi. 10.500.000 các anh chị nhé. Đấy, ai kết thì chốt này. Vision đen nhám là đây các anh chị nè. Vision thì bao nhiêu cho anh chị em mình lựa chọn luôn. Đấy, ngày nào cũng bán rất nhiều xe và cũng về rất nhiều xe để phục vụ quý hàng thân yêu trong dịp cuối năm nhé. Vision quá đẹp luôn các anh chị. Chiếc xe này biển số 61D2 01782. Xe này phiên bản 2019-2020 luôn các anh chị nhé. Quá thông minh cao cấp, màu đen nhám kết hợp với màu xám lông chuột, đẹp tuyệt vời luôn các anh chị ạ. 26.700.000 đồng các anh chị nhé. 26.700.000, ai kết chốt ủng hộ em. Còn ai thích màu đỏ mình lấy màu đỏ này, Vision màu đỏ tươi, vào mặt nạ SH rồi. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 21.500.000 thôi. 21.500.000. 21.500.000 cả nhà thân yêu nhé. Biển số 70 Tây Ninh, ai kết chốt ủng hộ em. Vâng, tiếp theo trước màn hình tất cả anh chị em mình một chiếc xe Wea, Wea Alpha máy 110 này các anh chị. Máy móc êm zin này, mọi chức năng theo xe đều hoạt động tốt này các anh chị. Máy đang nổ thì thầm một xuân luôn này. Đấy, chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá là 12.700.000 đồng với các anh chị nhé. Biển số 62 Long An, xe 2017-18 luôn, rất là đẹp, màu trắng kết hợp với màu bạc. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn, máy móc êm ru và nguyên zin này. Cái dòng xe QS này đang rất nhiều anh chị em quan tâm và lựa chọn đây nè. Đấy, QS này, QS máy 100 này. À, dòng xe nồi đồng cối đá đấy. Đấy, máy cực chất luôn các anh chị ơi, máy móc êm ru luôn nhá. Chiếc xe này biển số 61L2 9525. À, quá đẹp và xuất sắc luôn, bánh căm thắng đĩa các anh chị nhá. Đây, bánh căm thắng đĩa đây. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá là 9.300.000 đồng thôi. 9.300.000. Đấy, 9.300.000. Ai kết chốt ủng hộ em. Còn ai thích cái máy RS này, RS này cũng máy 100 luôn các anh chị này. Đấy, chiếc này biển số 72 Long An, không quên, 72 Vũng Tàu. Đấy, 72 Vũng Tàu các anh chị nhé. Chiếc này, hai chiếc này đều 72 Vũng Tàu, chiếc bánh mâm, chiếc bánh căm. Đấy, chiếc bánh mâm này 9.300.000, chiếc bánh căm 9.500.000 các anh chị nhé. Đấy, mấy dòng xe này là đi cày ra tiền luôn á, anh chị em mình không tin cứ mua về đi cày xem. Đấy, máy móc cực chất cho anh chị em mình luôn. Này, IMLUB này các anh chị, IMLUB FE phun xăng điện tử 2014-15 luôn các anh chị nhé. Màu đỏ đen, xe rất đẹp luôn, IMLUB chạy rất là ok đấy các anh chị ạ. Này, FE phun xăng điện tử các anh chị này. Đấy,
này biển số 69 Cà Mau nha các anh chị mình nhé. 69 Cà Mau. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 11 triệu 600 thôi. 11 triệu 600. Mua rẻ bán rẻ cho anh chị em mình luôn 11 triệu 600. Ok. Rồi, AB ai thích AB đầu bò chốt AB đầu bò nè. Chiếc này biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 13 triệu 500. 59 thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhé. Màu vàng đồng tem 3D đẹp keng luôn. Đây chiếc AB 2010 này các chị. Chống con nó lên gì em? 59X1 45450 chống con lít lên. Chống đâu? Chống đứng rồi hả? Ủa? Nhìn giống như nghiêng vậy đó. Này AB 2010 FI phun xăng điện tử các anh chị nhá. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn này. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 16 triệu 500 ngàn đồng. Xe về ngày nào xe cũng về rất nhiều luôn. Đi cũng nhiều mà về cũng nhiều để phục vụ quý khách hàng thân yêu dịp cuối năm. Để anh chị em mình có những chiếc xe đẹp để đi Tết các anh chị nhá. 16 năm. Ai kết chốt ủng hộ em này. Chiếc xe này lít biển số 61D1 61187. Xe này còn chưa biết giá và hỏi anh lên chị các em. Novo 5 màu đỏ đen đẹp keng luôn đây các anh chị. Này biển số 70 Tây Ninh các anh chị nhá. Màu đỏ này. Nguyên zin từ đầu đến chân luôn. Quá đẹp xuất sắc luôn các anh chị ơi. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 11 triệu đồng. Màu đỏ đen biển số 70 Tây Ninh các anh chị nhá. Đấy, ai kết thì chốt ủng hộ em này. Còn đây có chiếc xe đi làm rẻ tiền đó nè. Đa Dăng nè. Người anh em tâm huyết với chiếc xe này lắm. Thay bình xăng Honda này, bô Honda này, dàn áo Honda này, máy thì máy của Đa Dăng này. Xe này về thì anh chị em mình đi cày rất là ok luôn. Hơi yếu bình nữa anh chị nhá. Qua đề được nhưng mà bữa nay quên tắt khóa. Hả? Bao nhiêu tiền? Bán cho anh chị em mình 4 triệu 8 thôi. À 4 triệu 8. Đấy. Trời ơi, nhìn cái khung sườn nó y như là Alpha luôn vậy đó. Đây. Khung sườn đẹp lắm luôn, dàn áo Alpha này. Bô Honda luôn này, bình xăng Honda này. Xe này anh chị em mình về thoải mái đi. Bao nhiêu? Đấy. Chiếc lít rất đẹp luôn này, 19 triệu 800 này các anh chị nhá. Lít màu xanh 19.8. Còn đây chiếc lít lít màu hột gà này cũng đẹp keng luôn đây các anh chị này. Ui dồi ôi, đẹp lắm luôn á, chiếc này 2016 luôn. Đấy. Quá đẹp xuất sắc chiếc lít này các anh chị này. Chiếc lít này biển số 62 Long An luôn. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 20 triệu 500. Đấy. Chiếc lít màu trắng sữa 2005 các anh chị nhá. Đẹp keng luôn. Ai kết thì chốt ủng hộ em này, xe về rất nhiều luôn. Em và Việt báo giá nhanh một chút các anh chị nhá. Xe nào mà cũng nổ máy thì mất thời gian của anh chị em mình lắm. Còn ai muốn mua xe 50 này, cấp 50 76 triệu 8. Angola 50 7 triệu 8 các anh chị nhá. Sang ơi, hỏi anh Lê cái con nô 5 kia phải xe nhà mình không? Anh Lê ơi. Vào trong nhà đi em, trong nhà đang nhiều nhà, xe lắm. Trong nhà đấy bụi quá. Trong nhà thì đủ các dòng xe luôn. Xe số, xe gà, xe côn thì đều có nhà các anh chị mình nhá. Bao nhiêu cho anh chị em mình lựa chọn. SH có, Vario có, rồi Exide có. Nói chung hai bên cửa hàng em cách nhau 10 mét thôi. Đủ các dòng xe cho anh chị em mình lựa chọn nhá. Đây là nhớt, về để tặng anh chị em nè. Nhớt này là nhớt sale luôn. Anh chị em mua xe tại cửa hàng xe Cao Lê em là đều được thay nhớt miễn phí. Bảo hành bình đề máy móc của tất cả anh chị em mình từ 6 tháng tới 1 năm. Thay nhớt trước khi anh chị em mình rời cửa hàng mà tặng anh chị em mình cái nón bảo hiểm đợi về nha các anh chị nhá. Cảm ơn cả nhà thân yêu rất nhiều. Và lấy xe tại cửa hàng bớt lộc lá cho anh chị em mình nhiều nhiều luôn đấy. Còn miền Trung, miền Bắc thì em hỗ trợ 50% phí ship. Các anh chị em ở tỉnh thành phía Nam thì miễn phí ship cho anh chị em nên anh chị em mình yên tâm nha. Thích chiếc xe nào cứ mạnh dạn đặt cọc chốt đơn 2-3 triệu thì em ship cho các anh chị ạ. Những anh chị em nào đã đặt cọc thì em cũng đã ship xe rồi. Nếu ai mà nhận được xe thì nhớ báo em nha cả nhà thân yêu nhá. Ai thích SH Mod thì chốt ủng hộ em đi nè. SH Mod này 2021, chiếc này 2016 giá 41 triệu. Hoa Thanh Quế là quê Thanh Hóa này, ai đồng hương với chiếc xe này chốt đơn thì em ship về cho đi Tết nè. Đấy, 41 triệu đồng thôi. Chiếc này 2021 mới chạy 6.000 cây.
63.800.000 anh chị nhá. Biển số 61 Bình Dương, màu xám lông chuột, đẹp keng luôn, gương kiếng đầy đủ, nguyên zin theo xe luôn. Chiếc Vision này 2014 các anh chị này, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn. 14.700.000. AB đầu bò 13 năm, biển số 61 Bình Dương. AB đèn led cao cấp phiên bản 2016-17, biển 68 Kiên Giang, giá 26.200.000 các anh chị này. Vario 2021, biển 95 Hậu Giang. Giá bán cho anh chị em mình chỉ có 34.800.000 đồng thôi các anh chị mình nhé. 34.800.000. Đấy. Ai rồi, kết chốt ủng hộ em. Còn đây thì còn rất rất nhiều các dòng xe luôn các anh chị ạ. SH Mod trước màn hình tất cả anh chị em mình này. Vừa để rẻ vừa đẹp vừa sang chảnh luôn. Khóa thông minh cao cấp mà xe này là hai chìa khóa zin theo xe luôn. Biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Gương kiếng đầy đủ luôn các anh chị mình nhé. Đấy. Màu đỏ đô. Xe này nó bọc keo nguyên con luôn các anh chị ạ. Ai kết chốt ủng hộ em này. Biển số 59X3. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá là 56.800.000 đồng nha các anh chị mình. 56.800.000. Chiếc kế bên này màu đỏ kết, à, quên màu trắng kết hợp với màu đen, biển số 36. 41.000.000 đồng thôi nha các anh chị nhé. 41.000.000. Chiếc màu trắng này thì cuối 2017 kế 2018 luôn, khóa thông minh. Biển 61 Bình Dương. 51.500.000 các anh chị nhé. 515. Chiếc này 2019 khóa thông minh. Biển 62 Long An, 56 năm các anh chị ạ. Rồi, SH cao. Còn SH cao này, chiếc này phiên bản 2018, khóa thông minh và thắng ABS. Xe cực kỳ đẹp luôn, biển số 72 Vũng Tàu. Chốt đơn bán cho anh chị em mình là 69.800.000. Anh chị em nào lấy xe tại cửa hàng bớt lục lá cho anh chị em mình luôn nhé. Chiếc Vario này, biển số 63 Tiền Giang, 39.800.000 các anh chị ạ. 398. 2022-21 luôn. Xe này mới chạy 4.000 cây đây này. Chiếc này là 2019-2020 luôn này. 36.500.000. Chiếc này 2020 luôn, 37 năm các anh chị nhé. Vario 125 FI full xăng điện tử. Đấy. Xe rất chỉ là đẹp và chất lượng. Rồi, luôn các anh chị. Chưa gửi được, chưa gọi được luôn hả? Đây, AB phiên bản 2019-2020 đây. Trắng xám đen. Về thành phố Bạc Liêu đi. Trắng xám đen 3 màu phối hợp này. Đúng rồi. Biển số 59S3 05417. Đây, màu trắng này. Biển số thành phố. Xe này là khóa thông minh luôn ngay chị nhá. Xe rất đẹp luôn. Trắng đen 28.900.000. 28.900.000. Rồi, màu đen chiếc bạc. Này màu đen bạc, phiên bản 2019, khóa thông minh cao cấp luôn, biển 67 An Giang. Chốt đơn bán cho anh chị em mình là 30.800.000 đồng thôi. 800. Rồi. Đây. Chiếc này 2019 đen nhám, khóa thông minh luôn các anh chị này. Biển số 85. 31.800.000 các anh chị nhá. 31.800.000. Ấy tiền hơn mình lấy mấy chiếc này cũng được này. 2017 biển 68 Kiên Giang, giá 26.500.000 các anh chị nhé. Anh chị em mình muốn mua trả góp thì anh chị em mình cứ đưa căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân lại với lại thẻ bảo hiểm tới cửa hàng, em sẽ kêu nhân viên ngân hàng làm hồ sơ cho các anh chị nhé. Các anh chị em mình ở xa thì làm hồ sơ online thì được, nhưng mà anh chị em phải vào ký tên đấy. Nên ở xa làm hồ sơ nó hơi khó các anh chị ạ. Chỗ nào cũng có ngân hàng hết, tất nhiên anh chị em mình liên hệ ngân hàng ở địa phương mình đấy. Mình vay tiền rồi mình mua xe cũng được các anh chị mình nhé. AB màu xanh bạc 265. AB màu cam đen 21.300.000 các anh chị này. Màu cam đen hai phiên bản 2014-15 luôn. Raider biển số thành phố Hồ Chí Minh 2019 luôn. 29 năm các anh chị nhé. Sonic biển số 61 Bình Dương phiên bản 2021. 38.500.000 đồng. Xe này chạy 9.000 cây thôi các anh chị này. Đẹp keng luôn, Sonic màu đỏ đen. Đấy, nguyên zin liền lạc từ đầu đến chân luôn. Chiếc này Exide phiên bản 2019, đèn led cao cấp và đồng hồ điện tử, giá cực kỳ yêu thương cho những chiếc xe Exide 29.800.000 thôi các anh chị nhé. 298. Chiếc này biển số 68 Kiên Giang 29 năm, phiên bản màu đỏ nhám 2020 các anh chị ạ. Ai kết thì chốt ủng hộ em này. Chung xe số, xe ga, xe côn gì bên em rất nhiều. Anh chị em mình thích xe nào lấy xe đó, thích biển số nào lấy biển số đó, rất là dễ dàng lựa chọn luôn các anh chị ạ.
Trước màn hình tất cả anh chị em mình là một chiếc xe Exide phiên bản 2013-14 luôn. Màu trắng xanh GB. Anh ơi, nghe điện thoại cái. Màu trắng xanh GB đẹp keng luôn này các anh chị nhé. Biển số 60 Đồng Nai. Chốt đơn bán cho anh chị em mình là 16.500.000 đồng thôi. Đấy. Là có những chiếc xe Exide 135 rồi. Anh chị em mình xuống Exide 2010 cũng ok nhé. Đây lại là Vision này các anh chị này. Vision màu trắng tinh khôi này. Phiên bản 2020. Biển số 77B109893. Phiên bản 2020 nha các anh chị nha. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 26.800.000 đồng. Màu đen. Đấy, màu đen này cũng phiên bản 2020 luôn. Biển số 73 Quảng Bình. Màu đen kết hợp với màu xám lông chuột. 26.900.000 các anh chị. Và chiếc bên trong cũng màu đen kết hợp với màu xám lông chuột luôn. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 26.500.000 đồng. Okay. Ai kết chốt ủng hộ em nha. Đây chiếc AB 2021 trước màn hình tất cả anh chị em mình, biển số 68 Kiên Giang. Đấy. Gửi lời cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều nhé. Có hai anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị cũng đã lớn tuổi rồi đấy. Đã xuống mua một con Vision xong lại đặt cọc thêm chiếc Vario nữa. Đấy. Cảm ơn hai anh chị rất nhiều và kính chúc hai anh chị thật nhiều sức khỏe, luôn được bình an hạnh phúc. Đây chiếc xe này phiên bản 2021 các anh chị này, màu đỏ đen. Nguyên hai chìa khóa luôn. Xe này biển số 68 Kiên Giang các anh chị nhé. Cặp phục hơi rất chi là đẹp rồi. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 33.800.000 đồng thôi các anh chị nhé. 33.800.000. Ai kết chốt ủng hộ em. Vario này phiên bản 2020. 44.500.000 đồng. Bao hồ sơ cầm tay cho anh chị em về nhập ra biển số, ra tên quê hương mình nè. 445 các anh chị nhé. Ai kết chốt ủng hộ em. Chiếc này màu xám xi măng phiên bản 2020, biển số 83 Sóc Trăng. 150 các anh chị nhé. 40.900.000 đồng. Chiếc này màu vàng cát phiên bản 2021, biển số 66L1 71186. 39.500.000 đồng các anh chị này. Xe đẹp keng luôn. Màu cam đen. Cam đen này 25.300.000 đồng, biển số 36. Chiếc màu đỏ đen này 265 này các anh chị này, biển số 68 Kiên Giang. Chiếc này biển số 37 26.300. Và chiếc này biển số 71 Bến Tre 26.500 luôn các anh chị này. Đấy. Màu đỏ chứng tỏ rất dễ thương luôn, nhưng mà em chưa có duyên với anh nào hết. Ai có duyên với em ấy thì dứt ngay vào luôn giùm em đi. Đấy. Màu trắng có, màu xanh có, màu đen có, màu đỏ có, màu cam có luôn. Anh chị em mình thích màu nào lấy màu đó này. Thích biển số nào lấy biển số đó, rất chỉ là dễ dàng lựa chọn luôn. Rồi, màu AB phiên bản 2016-17 đây các anh chị. Màu trắng xám cực kỳ đẹp luôn, biển số 61 Bình Dương luôn. Chốt đơn là bán cho anh chị em mình với giá chỉ có 26.200.000 đồng thôi các anh chị nhé. 262. Ai kết chốt ủng hộ em. AB màu đen. Màu đen nhám phiên bản 2014-15 luôn, biển số 76. Chốt đơn bán cho anh chị em mình chỉ có giá 21.200.000 đồng thôi các anh chị ạ. 212, ai kết chốt ủng hộ em. Chiếc này biển số 70 Tây Ninh phiên bản 2019 luôn. Xe tuyệt đẹp luôn các anh chị nhé. Xe này khóa thông minh cao cấp luôn các anh chị này. 31.800.000 rồi các anh chị ạ. Ai kết chốt ủng hộ em. Chiếc này cũng phiên bản 2019 luôn, biển 68 Kiên Giang. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá chỉ có 31.000.000 đồng thôi. Đấy, ai kết thì chốt ủng hộ em. Vision này biển số 66 Đồng Tháp này, 2019-2020 luôn. 24.500.000 đồng các anh chị nhé. Quá đẹp xuất sắc luôn. Vision màu đỏ đô phiên bản 2018 luôn. Chốt đơn bán cho anh chị em mình là 23.800.000 đồng. Chiếc này 95 Hậu Giang 28.000.000 đồng. Anh chị em lấy xe tại cửa hàng đều bớt lộc mấy chiếc này cho anh chị em mình 500k luôn. Chiếc màu trắng này 243, bớt lộc 500 thì còn có 23.800.000. Chiếc 64 Vĩnh Long màu đỏ tươi đẹp keng luôn, 245. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 24.000.000 thôi cũng ok rồi. Đấy. Trời ơi, nhiều xe lắm luôn á. Mấy ngày nay tiếp khách nhiều đuối luôn. Rồi. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ em nhé. Lại là Vision đấy các anh chị. Vision phiên bản 2019.
khóa thông minh cao cấp màu đỏ đô này các anh chị này. Phiên bản màu đỏ đô rất đẹp luôn này các anh chị mình. Sàn chân ốc tán đẹp keng luôn này. Chiếc xe này biển số 94D145856. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá cực kỳ yêu thương luôn. Chỉ có 26 triệu 500 ngàn đồng thôi các anh chị mình. Rồi màu đỏ 265. Đỏ tươi chứ. Chiếc này màu đỏ tươi chỉ có giá 20 triệu 800 ngàn đồng thôi. 20 triệu 800. Là anh chị em mình sở hữu một chiếc xe Vision rồi. Rồi. Đỏ đô. Cũng không kém phần đâu các anh chị nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Chiếc này đỏ đô biển số 83 Sóc Trăng 2018-2019 luôn. 24 năm cái gì này. Chiếc này phiên bản 2020 màu trắng sữa cực kỳ đẹp luôn, biển số 36. 27 triệu 800 các anh chị nhé. 278. Quá thông minh cao cấp. Chiếc này biển số 62-2018-19 hoặc 2016-17 luôn, 21 triệu 900. 21 triệu 900. Màu xanh đen. Mấy cái này anh chị em lấy xe về tại cửa hàng bớt 500k luôn còn 214. Chiếc này 238 bớt 500 còn 233. Chiếc màu xanh đá này các anh chị này. Phiên bản 2020 luôn. Biển số 83 Sóc Trăng 27 triệu 8 bớt 500 còn 273. Rồi, màu đen. Chiếc này 61 Bình Dương. Đen nhám kết hợp với màu sáng lâm chuột đẹp keng luôn. Phiên bản 2020. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá 24 triệu 500 ngàn đồng. Chiếc này màu đen nhám tiếp biển 70 Tây Ninh. Bán cho anh chị em mình với giá 27 triệu 800 các anh chị nhé. 27 triệu 800. Vision AB gì bên em rất nhiều luôn cho anh chị em mình lựa chọn. Anh chị em mình đang xem like, nhớ like, chia sẻ cho ủng hộ em và Việt nha các anh chị nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều và kính chúc tất cả anh chị em mình vạn dặm bình an nhé. Rồi, tiếp tục với lại Vision. Vision này các anh chị, lại là màu đen nhám Vision luôn. Vision thì bao nhiêu cho anh chị em mình lựa chọn luôn. Chiếc xe này biển số 66 Đồng Tháp. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá là 22 triệu 500 ngàn đồng các anh chị nhé. 22 triệu 500. Rồi mình chuyển qua một số mẫu AB cũng đời cũ hơn một tí. AB 2014-15. Màu vàng đồng tem 3D. Đẹp keng luôn các chị này. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá cực kỳ yêu thương luôn. Chỉ có 20 triệu 500 ngàn đồng thôi. 20 triệu 500. 20.5 thôi các anh chị ạ. Ai có chốt ủng hộ em. Thế bên này là một con màu màu cam đen. Cam đen. Đấy. 21 năm luôn. 21 năm. Biển số 61. Cái dòng này đi rất là sướng anh chị và các bạn. Đi xe đầm lắm. Mà giá lại rất chỉ là bình dân luôn. 125 FI full xăng điện tử rồi. Rồi. Anh chị em mình đi cả gia đình 4 người ok luôn. Con này 20.5 thôi các anh chị nè. Màu vàng đen. Biển số 61 luôn. 61. Rồi một con lít màu đen. Lít màu đen 19 triệu 800. Ôi này ai hỏi em cái 61H này mà không nhớ. Không nhớ là con này 61H luôn. Có tí tuổi rồi nhiều khi nhanh quên lắm. Cũng mong anh chị em thông cảm. Anh chị em mà thích chiếc xe nào có thể mình chụp hình màn hình lại các anh chị nhé. Chiếc xe này biển số 61C1 Thuận An Bình Dương 20 triệu 700. Chiếc này 65 Cần Thơ 21 năm. Phiên bản 2014-15 luôn cả nhà thân yêu nhé. Chiếc màu trắng đen này cũng 2015 luôn, 21 năm luôn. Em này bớt 500 còn 21 triệu. Em này bớt 500 cũng còn 21 triệu luôn á. Anh chị em mình cứ nhanh tay và mạnh dạn đặt cọc chốt đơn em ship cho nhá. Ôi giời ơi, về để đi Tết đi, Tết nhất này, Noel này, Tết Tây, Tết Ta cận kề hết rồi các anh chị ơi, nhanh đi. Đấy, chẳng còn bao nhiêu lâu nữa đâu, lại kết thúc một năm đầy gian nan vất vả rồi, ôi giời ơi. Màu xanh hy vọng này, màu xanh rất chỉ là đẹp luôn. Màu xanh kính trả đây, Grander các anh chị nhá. Chiếc xe này biển số 60 Đồng Nai các anh chị ạ. Đẹp lắm luôn á, chốt đơn bán cho anh chị em mình 20 triệu 800. 20 triệu 800. Xám xi măng rồi, màu xanh đen đi hết rồi nè. Gian nút. Da nớt, hôm nay hai em da nớt nè. Em này là màu cái gì ta? Màu nâu cam. Đấy, nâu cam 18 năm. Và em đỏ nhám này 17 năm. 17 năm. Biển số 93 Bình Phước. Còn chiếc nâu cam này biển 66 Đồng Tháp nhé. Mấy con Vision màu cũ này, giá thấp nhất là từ 13 năm nè. 13 năm, 13 năm luôn. 13 triệu 500. Chiếc này 14 năm. Mấy chiếc này cho 14 năm đồng giá hết cho anh chị em mình luôn. Cứ tới lửa đi. Cho dễ dàng lựa chọn luôn. Đầy bán vợi mà vơi bán hết thì cả nhà ơi. Coi, siêu rút đẹp ra. Ai thích xe số mình lấy nè, siêu rút FI nè. Màu trắng đen đẹp lắm luôn đó các anh chị ạ. Máy móc êm zin, biển 67 An Giang. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 12 triệu 800 ngàn đồng thôi nhé. 12 triệu 8.
Rồi bên này Wayanfa máy 110 biển số 68 Kiên Giang, xe 2018-19 luôn. Chốt đơn bán cho anh chị em mình giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 13.800.000 đồng thôi các anh chị ạ. Rồi Sirius. Sirius này biển số 79 Nha Trang Khánh Hòa 138 luôn này cả nhà thân yêu ơi. 138. Wayrix này. Dòng xe này máy rất chi là chất luôn. Máy cực chất luôn nha các anh chị nha. Bánh mâm thang đĩa biển 61 Bình Dương. Chốt đơn bán cho anh chị em mình giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 9.500.000 đồng thôi. 9.500. Wayanfa WA phiên bản 2018-19 luôn, 14.200.000 đồng đấy chị nhé. 14.200. Ai rồi, chết chốt ủng hộ em. Weberlack phiên bản 2019 13.900. Cái này chiếc lít Clark cái gì nhỉ? Clark. Chiếc này là Clark phiên bản 2011 các anh chị ạ. Biển số 71 Bến Tre. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 11.800 đấy các anh chị nhé. 118. Ai kết chốt ủng hộ em. Rất là sướng luôn. Clark thì còn gì bằng nữa, dòng xe bỏ mẫu mà. Dáng vóc thể thao, chiều cao lý tưởng, biển số 71 Bến Tre nữa các anh chị mình nhá. 11.800. Chiếc Weberlack này 11.500 này. Màu đen. Biển số 65 Cần Thơ, chiếc này biển số 49 Lâm Đồng Đà Lạt này. Ai kết chốt đơn thì em ship cho này. 12.800.000 đồng luôn. Cho một chiếc xe Weberlack cực kỳ đẹp luôn. Ai thích xe tay ga rẻ tiền này, Luvias phiên bản 2015-16 luôn, biển số 62 Long An nha cả nhà thân yêu nhé. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 9.200.000 đồng thôi. 200. Là anh chị em mình sở hữu một chiếc xe Luvias 125 okay. Rồi. Chiếc Vision này 13.500 thôi các anh chị này. 13.500. Rồi, Sirius FI. Chiếc Sirius FI này biển số 38L113365. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 12.400.000 đồng thôi các anh chị nhé. Cái này A Black màu cam đen lên Thái 11.800 các anh chị này. 11.800. Chiếc này chưa lên. Chưa lên chỉ có 11.300 thôi. Cũng rất đẹp biển luôn. Biển số 51 thành phố Hồ Chí Minh luôn, rất đẹp luôn. Anh chị em mình thích AB lên Thái chốt là lên Thái, mà thích AB chưa lên thì chốt AB chưa lên các anh chị này. Rồi, AB đầu bò này. AB đầu bò đấy các anh chị. Biển số 60 Đồng Nai này. 13.500. 13.500. Chiếc này thành phố 132 và chiếc này Novo 6 biển số 38 14.000.000 đồng. 14.000.000. Đấy. Rất nhiều xe đẹp rồi. Về phục vụ tất cả anh chị em mình nhé. Exide phiên bản 2018-19. Winner V1. Đẹp lắm luôn đây. Mấy hôm nay bán được rất nhiều Winner V1 rồi. Đấy. Còn lại vài em bên kia thôi. Màu xanh trắng, trắng xanh đẹp keng luôn. Mà giá lại còn bình dân nữa chứ. Giá chỉ có 21.500 thôi các anh chị ơi. Bán cũng nhiều quá. Đấy, 21.500 thôi. Ai đang quyết định mua dòng xe này thì nhanh tay nhé. Tranh thủ bớt chút thời gian đi các anh chị nhé. Rồi, chiếc Vision biển 95 Hậu Giang trước màn hình tất cả anh chị em mình 21.500.000 đồng thôi. 500. AB FI à? À cái này AB 2010 FI phun xăng điện tử biển số 67 An Giang. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá chỉ có 15.500.000 đồng thôi các anh chị. 15.500. Rồi bên này mở kinh này, máu này siêu hiếm. Chiếc này thì hiếm mà xe này đẹp keng luôn, vỏ trước vỏ sau bao anh chị em mình còn im zin nhá. Đây vỏ trước vỏ sau còn mới luôn. Anh em ở miền Tây thích chơi còn gai gió luôn. Exide mắc cân. Biển số 35B2 545421. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá cực kỳ yêu thương luôn. Chỉ có 28.000.000. Đúng rồi, 25.800.000. Xin lỗi anh chị em. 25.800.000 các anh chị nhá. Cho một chiếc xe Exide phiên bản 2018. Exide mắc cân 2018. Chiếc này Futureless này các anh chị này. Phiên bản cuối 2019. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá là 23.500.000 đồng. Chính chủ ký giấy mua bán hay quyền cho người mua các anh chị mình nhé. Ai kết chốt ủng hộ em này. Rồi, chiếc này Future Mập phiên bản 2016-17 luôn. Biển số 36. Quá đẹp luôn. 19.200.000 các anh chị này. Gương kiếng đầy đủ theo xe luôn. Tặng nhớ tặng nón bảo hiểm cho anh chị em mình trước khi rời đội nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em mình rất nhiều. Đấy. Bên rồi, cửa hàng em lại tiếp tục 135. Cập nhật ở bên cửa hàng mới cho anh chị em mình nhé. Chiếc này 135. Biển số 61H1-19259. Chốt đơn bán cho anh chị em mình với giá là 18.300.000 đồng anh chị nhé. 183.
Chiếc này 17 triệu 500. Và chiếc này bên này là biển số 38 Hà Tĩnh. Đấy, xe cực kỳ đẹp luôn, 16 năm ngay chị ạ. Ai kết chốt ủng hộ em nhé. Rồi, đây này lại là Vision nữa. Vision này nãy báo giá rồi sao mà. Hả? Nãy báo giá rồi mà. Rồi, chị nhớ báo rồi mà. Chưa, hồi nãy hình như đây, đẹp lắm luôn này cả nhà thân yêu này. Ai kết chốt ủng hộ em chứ em mệt đuối luôn, không biết có ngủ của con. Con này đẹp 135 này, giá nhiêu? Con này 16 năm. 16 năm. Rồi ok, đẹp thì đó là cái lô xe ở bên cửa hàng 1 ha. Thì mình cũng quay với chị hàng cũng đã quay lướt cho lướt sơ qua rồi các anh chị nhé. Anh chị và bạn nào mua thì mình chịu khó mình nhắn tin qua Zalo. Nhắn tin qua Zalo hoặc là ở gần thì đến trực tiếp cửa hàng em nhé. Và em xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng xe Cao Lê em là 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Sĩ An, Bình Dương anh chị nhé. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà vào clip tiếp theo. Chào thân ái.